Hello, xin chào mọi người đã đến với video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem là bảng lương ở Nhật lúc mà mình làm ở ngoài á, mà mình không có nộp thuế á, thì nó được bao nhiêu tiền nha. Bạn nào mà chưa biết là công việc của mình như thế nào á thì có thể xem video ở trước nha. Thì đây là hình ảnh video mà công việc của mình đã làm. Thì hôm nay nhận lương thì mình sẽ quay cho các bạn xem là lương mà không thuế nó sẽ như thế nào. Lương này là bọn mình nhận tay nha mọi người, tại vì đây là không phải là công việc của tụi mình mà tụi mình làm ở ngoài á, kiểu giống như là đi bộ đội ấy, không thuế. Đây, cái phong bì này á là mình mới nhận được từ công ty đó, chưa khui luôn nè mọi người. Bây giờ mình khui ra cho mọi người xem nha, xem mức lương mà không thuế ở Nhật nó sẽ như thế nào. Lương này ít, mọi người ít qua đây mà ai mà làm ngoài á, kiểu như làm chui đấy mới nhận lương không thuế thôi, còn nếu mà làm bình thường là nhận có thuế hết nha. Đó, để mình úp cái camera xuống. Đó, đây là mình mới khui ra này mọi người. Đó, được bao nhiêu đây? Mình bỏ đây nha. Này nó hơi dơ. Ra ở nhà bếp mọi người ạ. Wow, năm nay có vẻ làm ăn phát đạt hơn mọi người ạ. Đây mình cho mọi người xem nha. Đây này, ngày mùng 10 tháng 8 á, là được 9 sen 600. Cái ngày này là mình làm 8 tiếng nè mọi người đó. Đây có chữ 8 tiếng này. À, để mình chia xem thử nếu mà mình làm như thế này là được bao nhiêu nha. 8, để mình lấy máy tính mình chia nha mọi người. Chờ mình xíu. 9 sen 6 à? 9600 chia cho 8 tiếng này. Chia cho 8 tiếng là 1 tiếng là 1 sen 2 nha mọi người. Mình làm ở ngoài nhá, 1 tiếng là 1 sen 2 không trừ thuế nha, nhận tay luôn đây. 9 sen 6. Còn mấy ngày này là mình làm được 2.5 này, 2.5 tiếng này mọi người. Đó. Đó, lương đây là lương như đi bộ đội luôn. Đó mọi người, ai mà chưa qua Nhật á hoặc là nhận lương ở ngoài như thế nào không biết á. Đó, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn đây là tiền mình nhận từ công ty này. Đây tiền mọi người. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 lá, 4 sen, 600. Rồi xong rồi. Đó, làm ngoài chỉ có vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.